Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Anh em thân mến, lẽ ra ngày hôm nay là ngày cuối tuần thì tôi sẽ up một cái siêu phẩm hay nhất ở trong cái tuần vừa qua để cho anh em thưởng thức. Tuy nhiên, để có một cái tính kịp thời nhân cái update vừa rồi thì hôm nay tôi quyết định là tôi sẽ làm new meta anh em nhé. Hôm nay chúng ta sẽ làm về cái meta mới. Đấy, tạm gác lại siêu phẩm để ngày mai tôi sẽ up nha anh em nhé. Cái video siêu phẩm của tôi ấy, thì nó được sản xuất trước cái meta. Đấy, khoảng một tuần cơ. Thế nên là hôm nay nếu mà tôi ra cái video clip siêu phẩm thì nó cũng sẽ không có tính update. Nếu mà chả nhẽ lại nghỉ tới tận 3 ngày, tức là đến tận thứ hai tuần sau, đúng không? Bởi vì là thứ bảy chủ nhật đều là những cái siêu phẩm thì nó thuộc về meta cũ. Đấy, thế nên là thứ hai tuần sau mới up được cái meta mới thì nó lại bị chậm quá. Thế nên có thể là ngày mai tôi sẽ tăng cường, tôi sẽ làm một ngày hai video anh em nhé. Một ngày tôi sẽ ra hai video. Một video là buổi sáng là sẽ là meta mới, và video buổi tối nó sẽ là những cái trận đấu siêu phẩm hay để cho anh em thưởng thức vào buổi tối. Ok nhá. Rồi, anh em cứ yên tâm là sẽ vẫn có cái tính kịp thời cho anh em. Meta này thì không phải bàn cãi gì đâu anh em ạ. Đấy, trước cái khi mà update thì chúng ta cũng đều biết là cái bộ Exit nó sẽ là chùm của meta rồi. Đấy, 9 Exit hoặc là 6 Exit nó đều rất là mạnh. Thế là chúng ta cũng sẽ xây dựng dần thôi trong cái bộ 6 Exit rồi anh em nhá. Đấy, hôm nay tôi cũng có một cái chút sự thay đổi cho nó mới mẻ đấy chứ, cái bàn cờ. Sắp tới đây là sắp đến cái kỳ nghỉ lễ Giáng sinh. Đấy, chính vì thế tôi thay đổi cái bàn cờ này cho nó có không khí Giáng sinh anh em nhá. Bàn cờ này tôi sẽ để đến khi nào mà qua dịp nghỉ lễ Giáng sinh. Ok. Rồi. Đồ thì nói chung là chưa dám lấy. Đấy, từ từ đã. Có thể nó sẽ lạch hai tia đấy anh em. 9 Hunter chưa thử, không biết là có mạnh không. Nhưng mà tôi nghĩ là Hunter nó đã bị giảm nhiều sức mạnh rồi đấy. Rồi, con máy bay bây giờ nó không được hưởng cái hiệu ứng của các cái tia. Con Medusa thế. Medusa về máy bay bị lép rất nhiều đấy nhá. Anh em đừng có nghĩ là nó mạnh hơn khi mà được tăng cái tốc đánh. Nó chỉ tăng tốc đánh của Medusa và tăng đam, tăng cái đam của cái skill của máy bay, nhưng mà thực ra ấy là nó là giảm đấy anh em. Bởi vì bây giờ không có hiệu ứng của đồ. Đồ bây giờ nó chỉ có một tia duy nhất thôi, cái đạn mà bắn là cái đạn chính thức ấy thì nó được. Còn những cái luồng đạn mà nó thêm thì nó không được nha anh em nhá. Ngày trước là con máy bay là nó bắn 6 tia ấy, thì cả 6 tia đấy đều có những cái hiệu ứng đến từ đồ. Ví dụ như là hút máu trừ giáp này. Là anh em sẽ được là nếu mà anh em bắn ấy là tất cả những cái tia nó đều trừ giáp hết. Đấy. Các cái tia nó bắn ra đều trừ giáp, nó có thể trừ giáp toàn bộ quân địch. Nó rất khỏe với một cái trừ giáp, hút máu trừ giáp cuối. Hay là như là cái cái cướp điên chẳng hạn nhá, thì cũng thế. Cái cướp điên rất kinh khủng. Cướp điên là nó sẽ crit, là mỗi cái tia này nó tính là một cái crit. Đấy, thế nên là tốc đánh stack nó rất nhanh. Khi mà anh em cầm cướp điên, cướp điên cho máy bay thì quá kinh khủng. Đấy, hay là búa xét cũng thế. Mỗi cái tia này nó bắn ra một cái tia xét riêng, riêng biệt luôn, chứ nó không chung. Không chung tia xét với cả cái tia chính. Đấy, mà mỗi cái luồng bắn ra, luồng đạn bắn ra đều tính là một 25% riêng. Chính vì thế có những cái lúc mà nó bắn xét ra là nó bắn, ví dụ như là ở trong 6 cái tia đấy mà cả 6 tia đấy đều coi như là bắn xét thì nó cực kỳ kinh khủng. Đó, nên ngày trước nó ghê lắm. Nhưng mà bây giờ thì nó đã yếu đi rất nhiều rồi anh em ạ. Yếu đi rất nhiều luôn đấy. Chỉ tăng được một chút đam, giảm cái cooldown của skill. Nhưng mà nó, cái sức mạnh mà tiềm ẩn của nó thì nó đã bị giảm đi quá nhiều. Tôi đánh giá bộ 9 Hunter bây giờ có vẻ hơi phế. Trước đấy là nó cũng đã phế rồi mà. Nó chỉ khi nó ra con máy bay nó mới khỏe thôi anh em ạ. Ra máy bay mới khỏe đánh ở level 10. Còn trước đấy nó cũng rất yếu rồi. 9 Hunter rất yếu. Mà có một cái này nữa, đấy là ngày trước ấy, là nó còn có cái hiệu ứng đẩy nữa. Tức là ngoài cái hiệu ứng của đồ nha, nó còn hiệu ứng của hệ tộc. Tức là nếu mà các cái tia nó bắn ra ấy, nó chạm vào người của đối thủ là tất cả các tia đấy đều có khả năng đẩy. Nhưng bây giờ chỉ có một tia duy nhất được đẩy thôi, đến từ con máy bay. Đó, đó chính là những cái điểm mà anh em phải lưu ý. Hunter máy bay bây giờ đam to nhưng mà bù lại thì không có hiệu ứng, nên là tôi nghĩ là đam nó cũng không to bằng. Tổng kết lại là đam nó cũng không bằng ngày trước.
Thế nên là chúng ta nếu mà có chơi Hunter chỉ chơi Hunter đầu game thôi. Nhưng mà Hunter bây giờ khó ra lắm anh em ạ. Hunter bây giờ thực sự rất khó ra. Do cái meta này ở trong cái tụi Aegisit ấy, nó là meta mà, nên là bây giờ ấy, ở trong cái kho tướng có sẵn ấy, nó có cả 10 con Aegisit. Cả 10 con Aegisit luôn anh em ạ. Rất khó chơi. Đây rồi. Kho tướng có tới 10 con Aegisit, nó còn hơn cả cái kho Warrior ngày trước. Tức là bây giờ nhắm mắt chơi là cũng ra Aegisit luôn. Đấy là lý do tại làm sao mà cái bộ Aegisit nó lại mạnh như thế. Đấy, mà đánh ở 6 là có 6 Aegisit rồi. 6 Aegisit thì nó cũng rất là kinh khủng. Trừ 50% cái lượng máu của đối thủ. Quá kinh khủng. 50% là như nào? Có nghĩa là bình thường một con tướng 2 sao ấy, nó sẽ có lượng máu là 1200, thì bây giờ chỉ còn có 600 máu thôi anh em ạ. Tức là bằng với một con tướng 1 sao. Bằng luôn với một con tướng 1 sao đấy anh em. Quá kinh khủng luôn. Giảm nhưng mà lại cái bọn Aegisit thì lại không bị giảm. Có một cái sự chênh lệch máu giữa những cái bộ khác và cái bộ Aegisit. Đấy. Nên là nếu mà ví dụ nhá, đánh một cái trận đấu mà một mình chúng ta chơi Aegisit và chúng ta chơi với cả 7 người chơi còn lại không chơi Aegisit thì chúng ta rất có lợi thế đấy. Chúng ta rất khỏe luôn. Gọi là hơn hẳn đối thủ về mặt máu luôn đấy. Chấp tất cả các thể loại kẹp đỏ các thứ vào, Warrior các thứ vào thì cũng không bao giờ có thể trụ nổi. Chỉ cần anh em full 2 sao thôi là cái lượng đam của anh em đủ để có thể tiêu diệt một cái con có cái lượng máu nó khoảng tầm 500 đến 600 máu trong vòng khoảng 10 đến 20 giây thì tôi nghĩ là khả năng là dọn bàn nó là có thể. Đấy, mặc dù là đam bọn này nó cũng không to đâu nhá, nhưng mà cái lượng máu của đối thủ nó quá ít. Đấy, với cả cái bộ này nó có một cái là nó đam nó khá là hỗn hợp đấy. Nó vừa có vật lý, nó lại vừa có sát thương chuẩn, vừa có sát thương phép. Nó khá là hỗn hợp. Đấy, lượng máu nó bị chia đôi nên là những cái con 2 sao này thực ra cái lượng máu của nó rất thấp. Round này có thể là tôi sẽ thua. Vì bọn này nó 2 sao nhưng mà nó đam to anh em ạ. Khả năng là tôi sẽ thua. Ủa, chưa chắc là tôi đã thua. Ờ. Chưa chắc. À nhưng mà thằng này có giáp, thằng này có giáp nó sẽ có hồi máu. Ủa nhưng mà tôi chưa chắc tôi đã thua đâu. Có thua không? Ngoài không có đồ. Cố làm sao? Cố một tí nữa nào. Ui rồi còn một tí kia. Ui rồi một hit nữa. Chán thật. Cay nhỉ. Nhớ cái quả này hơi cay luôn. Tôi nghĩ là 6 Aegisit là tôi có thể giữ được máu nhưng mà tôi có thể giữ được cái chuỗi nhưng mà tôi chưa có 2 sao. Quả đấy mà tôi có 2 sao tôi giữ được chuỗi đấy. Khỏe không? Khỏe đấy. Bộ này tôi thấy là ok. Lên level 7 có thể kẹp rồng vào anh em nhá. Kẹp rồng vào cho nó có tí tăng cơ phía trên. Bộ này nó cũng khá mỏng đấy. Cần con tăng nó dày dày một chút. Kẹp rồng vào thì cái con rồng 3 tiền nó sẽ có lượng máu ngay từ đầu. Nó sẽ x2. Những cái bộ khác ấy mà gặp Aegisit thì nó sẽ bị trừ một nửa máu nha anh em nhá. 6 Aegisit thôi là đủ rồi. Nên là có thể chơi ở cái mức 6 Aegisit. Tôi thấy là ok rồi. Nhưng mà nếu mà anh em muốn nó mạnh mẽ hơn nữa thì có thể lên 9 Aegisit. Nhưng mà sẽ phải đánh ở 9 con. 9 con thì cái lượng tiền bỏ ra nó sẽ rất là nhiều đấy. Thế nên là tôi khuyên anh em mà từ từ hãy đánh 9 con, đừng có áp sớm mà hãy roll full 2 sao đã. Cho nó ổn định đã anh em ạ. Xong rồi mới áp lên 9. Chứ còn lên 9 thì nó cũng chỉ trừ 50% máu thôi mà. Đấy, nhưng mà lên 9 mà toàn 1 sao thì không có đủ lực để giết đối thủ ấy. Thì nó sẽ không gọi ra được cái xác đâu nhá. Roll nó phải có đủ cái lượng đam để có thể tiêu diệt đối thủ. Rồi. Cái món còn lại, slot còn lại tôi sẽ lấy có thể là cái nhẫn lẻ anh em ạ. Tôi chưa lấy. Tí nữa lấy. Để xem nó có cái gì đã nhá. Chưa lấy vội. Rồi, có rồng rồi là yên tâm rồi đấy. Bộ này cứ đánh G7 kẹp rồng hoặc là kẹp 3 Hunter thôi.
Đấy, con thỏ mà nó lên được 2 sao thì tôi sẽ kẹp Panther. Còn con rồng này cho tạm, bởi vì bây giờ cho thỏ vào thì yếu hơn. Đấy, rất khỏe nhá. Đây rồi. Được. Từ từ nhá. Có nên chơi cái con thỏ nhỉ? Thực ra chơi con thỏ cũng được, chơi con thỏ cũng được. Con rồng lên 2 sao lại thay vào. Đây. Có cái búa sét bắn khỏe. Ba Hunter mà. Nhưng mà có một cái nó khó chịu là cái con thỏ này nó bị giảm 50% máu đấy anh em ạ. Nên là nếu mà gặp mấy cái bộ Hunter ấy, ví dụ 6 Hunter nhá, là cái con thỏ này này, nó đứng ở trong cái bộ này là nó sẽ bị focus đầu tiên đấy, kể cả nó là 2 sao. Đấy, lượng máu của nó là chỉ còn có 500 máu thôi. Sau khi chia đôi máu, chúng ta sẽ chia đôi cả địch và cả ta nha anh em nhá. Tất cả những cái con thuộc cái tộc Aegisid thì nó mới không được nó mới không bị chia máu thôi. Còn những cái con còn lại nó đều bị chia hết. Cứ khác tộc Aegisid là sẽ bị chia máu. Đấy, kể cả là quân mình hay là quân địch nha anh em nhá. Chính vì thế nên là phải hết sức cẩn thận. Nhưng mà ví dụ như có con coi là con súng ấy, hoặc là con thỏ mà nó lên được 2 sao thì anh em cũng phải hết sức cẩn thận. Nhất là khi mà gặp những cái bộ Hunter ấy. Và bộ Hunter là nó sẽ focus vào cái con co của anh em đầu tiên ấy. Đấy, chơi bộ này cái con dao hai lưỡi. Chính vì thế nên cái bộ này ấy, nếu mà đã chơi là chỉ chơi là full tất cả những con cờ của anh em, nó sẽ là Aegisid hết thôi, chứ không nên kẹp những cái con khác vào. Kể cả con rồng. Rồng chỉ là cái giải pháp tạm thời thôi anh em ạ. Đấy, chứ còn nó rất dễ là bị focus chết đầu tiên. Trừ khi là anh em có nhiều cái đồ thủ, nhiều đồ máu, anh em mới sống được. Chứ còn nếu mà full công khi chưa kịp bắn phát nào đã chết rồi. Khá mạnh ấy chứ nhỉ anh em nhỉ? Tôi thấy khá là mạnh ấy chứ. Tôi full 1 sao mà. Toàn 1 sao thôi. Có một con thỏ, con rồng thì không đáng kể. Thế mà đánh được, chiến thắng được gần hết. Ôi ôi, ui hài quá. Thôi thế thì thôi, bỏ con này ra thôi. Đấy, dồn đồ cho rồng được. Dồn đồ cho Dragon Clay. Đó. Bây giờ lên 8 mới kẹp thêm con thỏ vào vẫn được anh em nhá. Nói chung là nếu mà chơi kiểu của tôi thì tôi sẽ đẩy dần lên cho nó ở cái mốc là mốc 8. Mốc 8 để làm sao? Để hên hên ra được cả những cái con 5 tiền nữa. 4 tiền, 5 tiền nó dễ ra. Đấy, sau đó chúng ta roll một vài cái cho nó ok. Ví dụ ra là con cung đen 2 sao là coi như là ổn áp. Thì lúc đấy chúng ta có thể áp lên 9 cũng được. Đánh ở 9 nó sẽ rất mạnh. Bộ này chính ra là cái bộ đánh ở 9 nó chuyển từ cái bộ đam sang bộ siêu đẻ đấy anh em ạ. Bộ này nó phải nói chính xác nó là bộ siêu đẻ chứ còn nó không còn như xưa nữa. Ngày trước thì nó là cái bộ mà trừ giáp zombie, khi mà chết thì vẫn có mấy giây hồi sinh, cố gắng bắn mấy phát để có thể là clear hết địch thủ, giết chết địch thủ trước khi chúng ta mất cái khả năng là bất tử. Đấy, ngày trước là khá là nhây. Bây giờ thì kiểu khác, bây giờ nó chơi kiểu khác rồi. À, đây tôi không biết nó là anh em thế nào nhá. Đấy, nhưng mà đối với tôi thì nó là một cái mà nó không hay. Đấy, theo tôi đánh giá nó không hay bằng ngày trước. Nó mất cái sự đa dạng của cái lối chơi anh em ạ. Cái lối chơi của cái bọn Aegisid này nó rất là một màu. Khi mà chúng ta, nếu mà chúng ta kết hợp với những cái bộ khác ấy, thì thực sự là nó bị chia máu, những quân cờ nó không mạnh đâu. Tôi thử rồi. Trước đấy là có rất nhiều người nhận định là kẹp với cả 6 Warlock, kẹp với cả 6 Aegisid ấy, bởi vì ở trong cái bộ Aegisid bây giờ nó có 2 con Warlock. Thì tôi cũng đã thử rồi. Thậm chí là tôi còn thử 2 trận, mà có trận tôi còn có Dark Spirit 2 sao, có cả Battleman, nhưng mà vẫn không ăn thua. Tôi phải khẳng định với anh em luôn là khi mà vào một phát ấy, bị chia 50% máu ấy, cái bọn Warlock nó đã bị chia 50% máu rồi. Xong rồi nó lại còn bị mất là 20% máu nữa. Đấy, mất thêm 20% máu nữa, tức là nó mất tới 70% máu. Khi mà vào trong con game chưa kịp bắn phát nào thì đã chết rồi anh em ạ.
Đấy, tôi đã thử rồi. Thế nên là tôi đánh giá là cái bộ này mà kẹp với bộ Warlock thì nó cũng không ok. Do những quân bài nó chết sớm quá anh em ạ. Và thằng nào chưa gặp nhỉ? Thạch chưa gặp. 6 ấy. À... Saman à? Ôi chà, Saman bị lép vẫn chơi à? 6 Exorcist này có sợ Saman đâu nhỉ? Theo như tôi hiểu thì những cái hiệu ứng của cái bọn Exorcist này bây giờ nó không hề sợ Saman. Ngày trước thì Exorcist sợ Saman nhưng mà bây giờ không sợ nữa. Bình minh. Thế nên là mới nói là bây giờ cái tính đa dạng của con game nó không hay bằng ngày trước anh em ạ. Nó mất cái tính đa dạng của những cái bộ counter. Exorcist bây giờ nó lại không hề sợ Saman nhá. Nó không hề sợ Saman. Thế chứ đi. Không sợ Saman. Còn Insect thì chưa biết. Nhưng mà Saman thì chắc chắn là không sợ. Bây giờ nó không có cái kiểu trừ giáp. Xong Saman hóa là không bị trừ giáp. Hay là cái việc bất tử để mà Saman đấm cho chết luôn mà không được mấy giây bất tử đâu anh em. Bây giờ là không thế. Bây giờ nó chia phần trăm máu thì mấy cái con co của đối thủ mà kể cả chơi Saman ấy cũng phải rẻ chừng đấy. Chứ không phải đơn giản là gặp bộ Saman là counter vào cái bộ Exorcist đâu. Không. Bây giờ Exorcist tôi đánh giá nó còn khỏe hơn cả Saman luôn. Bởi vì cả hai bộ nó đều là cái bộ đẩy. Bộ Saman nó cũng đẩy mà bộ Exorcist vẫn là bộ đẩy. Này mà cái bộ Saman phải hết sức cẩn thận nhá. Bởi vì là nếu mà những cái con bài mà nó chết đi ấy, mà nó hồi sinh lên ấy thì khả năng là toang cao ấy. Nếu mà giả sử nhưng mà Saman nó bị đấm chết. Đấy, toàn là 3 sao thôi. Mấy cái con kiểu 1 tiền 3 sao xong rồi đập chết hóa ra con zombie ấy. Thế là cũng phải cẩn thận. Để xem là liệu rằng là có đấm được Exorcist không thì chúng ta còn phải test nhiều anh em ạ. Nào sau khả năng là gặp thằng Saman ấy. Có khi là tôi sẽ roll nhá anh em nhá. Roll này. Hết tiền luôn. Hơi đùa ấy nhỉ. Đùa thật đấy. Con rồng không lên được 2 sao. Giá như mà con rồng lên được 2 sao thì câu chuyện nó sẽ khác. Nhưng mà rồng chưa lên được 2 sao. Đấy. Anh em lên 8 anh em cứ xả cho nó full 2 sao đã anh em nhá. Lúc đấy anh em giữ được máu thì anh em lên 9 sao. Không cần phải đánh ở level 9 đâu. Bộ này cứ đánh ở level 8 rồi. Đây là Saman này. Đọc Saman này. 4 Saman đâu. Tôi nghĩ là vẫn vô tư thôi. 4 Saman thì không có cửa gì ăn được đâu. Saman bây giờ nó yếu đi nhiều. Đấy. Thấy chưa. Nó có sợ đâu mà. Thậm chí còn đẩy nhiều này anh em này. Đó. Nó còn đẩy nhiều luôn. Nó đâu có sợ Saman đâu. Úi giời, tôi cứ tưởng con rồng. Roll tiếp. Đây rồi. Tôi cứ được tưởng Dragon Clay quả đấy mà lên 2 sao rồi, tuyệt vời. Hiện tại vẫn chưa có co anh em ạ. Ổn chưa? Chưa ổn đâu. Tôi nghĩ là vẫn phải roll. Nhưng mà round này nếu mà chúng ta thắng ấy thì chúng ta đến ra quái rồi. Nên là round 21 roll tiếp thôi. Đấy, nếu mà rồng chưa lên được 2 sao. Còn nếu mà round 21 mà ra là con ví dụ như là con cung đen lên là 2 sao rồi, thôi tôi cũng chả luôn rồng gì nữa. Sau chúng ta lên 9 thôi anh em. Rồi. Ui mạnh lắm anh em ạ. Mạnh lắm. Đội hình này nếu mà mình lấy đồ full dam thì nó cũng khá giống với cả cái bộ Exorcist cu ấy. Tức là cái lượng dam dồn đánh tay ấy, nó sẽ rất mạnh. Do là cái lượng máu của đối thủ nó còn có một chút máu thôi mà. Có 600 máu thì khi mà đam anh em to ấy thì anh em kết liễu đối thủ cực kỳ nhanh. Có một cái nữa đấy chính là anh em kết liễu đối thủ nhanh, anh em sẽ gọi ra được những cái con zombie. Những cái con zombie nó cũng có lượng đam khá đấy anh em ạ. Mạnh thật sự anh em ạ. Rất mạnh luôn. Rất mạnh luôn. Cái bộ này nó vừa có cả Warlock nữa chứ. Trong cái bộ này nó có thêm cả hai Warlock luôn. Vừa có thêm hai Warlock lại vừa có rồng.
Rất khỏe, vừa có Clyde. Ok. Bùa này đánh ở 10 thì kẹp với cả con Dragon Clyde thôi. Đấy, tức là tôi sẽ cố gắng tôi lên 10 sớm. Mà bây giờ đánh ở 9 thì nó sẽ là 6 Exit. À 9 Exit. Đánh ở 9 là đủ à? Co tạm thời là cung đen đã. Cung đen này làm co cũng được. Nói chung là con cung đen bây giờ nó cũng kiểu khá là khỏe. Nếu mà trong cái bộ cung thì tôi nghĩ con cung đen là khỏe nhất rồi. Medu bây giờ nó giảm sức mạnh đi nhiều rồi anh em ạ. Medu không còn làm co nữa. Medu bây giờ đam bé lắm. Đấy, con cung đen thì nó vẫn thế thôi, nó vẫn mạnh thôi. Nhưng mà nếu mà anh em chơi kiểu Hyperon ở level thấp, anh em kiếm con cung đen 3 cũng được nhá. Mà tôi chơi đẩy cấp. Trận này tôi có chuyện thắng nên tôi đẩy cấp thôi. Đánh chuỗi thua hoặc là đánh theo kiểu bổ củi thì chúng ta đánh đánh ở level thấp rồi Hyperon. Nhưng mà bây giờ tôi đang có chuỗi nên là tôi đẩy lên. Bây giờ cung đen lên được 2 sao phát là lên 9 luôn anh em ạ. Úi đời ơi, thôi được rồi. Quá hợp lý. Vừa đủ tiền lên 9 luôn nhá. Ảo thật. Vừa đủ tiền anh em ạ. 32 tiền là vừa đủ. Rồi. Tiền nó giảm về không luôn, nhưng mà chúng ta đang có một cái đội hình rất mạnh. Đây là cái đội hình rất mạnh. Bộ này thì tôi khuyên anh em lên xếp góc nha anh em nhá, giống kiểu Hunter ấy, xếp góc. Xếp góc kiểu này nó khá là tăng. Nó sẽ giúp cho những cái con đứng phía trước nó tăng để cho con cung đen bắn. Đấy là cái thứ nhất, cái thứ hai là xếp góc kiểu này này. Nó dồn đam chết một con thì nó sẽ gọi ra được con đệ. Đấy nên xếp bài tối ưu nhất thì anh em lên xếp khép góc. Anh em đừng tản quá. Đấy anh em mạnh không? Ui ôi, đẩy cho nó này. Bộ này đúng kiểu siêu đẩy luôn ấy. 23 máu. Đẩy mạnh thật sự. Đấy anh em khép góc này rất an toàn nhá, rất là an toàn luôn. Con co của anh em đứng ở trong không bao giờ bị bớ tới. Chưa kể là khi mà nó đến gần ấy thì những cái con này nó sẽ tiêu diệt sớm những cái con ở đứng gần ít máu ấy để gọi ra zombie. Nhưng nếu mà anh em cái bộ này này anh em xếp tản ra, anh em sẽ không đủ đam giết người đâu. Đấy, không đủ đam giết chết được địch sớm mà sẽ phải bắn lâu hơn. Bắn lâu hơn thì đồng nghĩa việc là zombie nó gọi chậm hơn. Mấy con zombie cái lượng đam của nó cũng là khá lớn đấy. Đấy, khá lớn đấy nhá. Đây nhá, nhìn anh em nhìn cái bộ goblin này. Liệu rằng tôi có thể đấm được cái bộ goblin nào? Goblin giáp rất to nhá, nhưng mà anh em thấy không? Này, nhìn này. Giáp to gì thì to nhưng mà máu bé thì cũng chết sớm thôi anh em. Cái đội hình này đam nó đam tổng hợp chứ không phải đam vật lý anh em ạ. Đấy, cái lượng đam đến từ cái con ác mộng. Úi dồi. Nhìn này. 30 máu luôn, đẩy goblin. Oh my god. Anh em thấy thế nào? Kinh khủng không? Quá kinh khủng luôn anh em ạ. Bộ này nó là bộ siêu đẻ đấy. Đây nó là bộ siêu đẻ, nó không phải là cái line up giống như cũ là chơi theo kiểu đôi công thuần đam đâu anh em. Bộ này chính ra là bộ đẻ cực kỳ kinh khủng. Đẩy kinh lắm. Bộ này tôi thấy đẩy nó cũng không khác gì Saman cả. Đấy, nhưng mà bây giờ một câu hỏi đặt ra đấy là nếu mà đánh với cả Saman thì bộ này nó có ăn được không? Tôi đánh giá cái bộ này vẫn ăn tốt. Đấy, ui gặp luôn Saman này. 6 Saman luôn nhá anh em nhá. Để xem là có ăn nổi 6 Saman không. Ăn nổi không? Sao mà tôi trông như có vẻ như là vẫn ăn được ý anh em ạ. Ủa, anh em nhìn này. À thằng này chưa đủ 6 Saman. Thằng này mới 4 Saman thôi nhưng mà khỏe quá anh em ơi. Đùa à? Đấy bây giờ Aegir Seed không hề sợ Saman. Nhưng mà cái bọn Aegir Seed này mà nó không sợ Saman ấy thì nó cũng đồng nghĩa với việc là nó sẽ không sợ cái bọn Insectoid. Nó sẽ không sợ mấy. Có thể là nó đánh thua nhá. Vẫn có thể là nó sẽ đánh thua. Nhưng mà nó sẽ không sợ quá như ngày trước. Như ngày trước mà Aegir Seed gặp Saman hay là gặp Insectoid ấy, nó bị đẩy cho tràn nhà luôn. Ít nhất là phải 20 máu hơn anh em ạ. Bây giờ khác rồi. Bây giờ khác rồi. Khác xa ngày trước rồi. Đấy, Saman gần như là có thể là đấm được.
Thế thì còn những cái bộ nào mà cái bộ Exit ngày trước sợ, bây giờ còn sợ nữa không? Exit thì sợ gì nữa? Exit chỉ có sợ Simon với sợ Insect thôi anh em ạ. Thì hai cái bộ đấy bây giờ không sợ nữa. Ui, rồng lên được 2 sao này. Một round nữa, lên 10. Lên luôn đi, bán cái con chúa quỷ đi là đủ. Rồi, dồn đồ cho Dragon Clay nha nha nha. Dragon Clay này sẽ bị mất một lửa máu ấy, nên là anh em phải hết sức cẩn thận. Dragon Clay này mặc dù là mất lửa máu nhưng mà tôi có cầm cái đồ của, cho nó rồi. Nó có cái đồ cầm đánh ấy. Cái món đấy là nó sẽ giúp cho cái con này nó tăng máu lên. Nó cũng đỡ chết hơn anh em ạ. Cái quan trọng là chính là cái con rồng này nó gây đam nó rất là nhanh. Khi mà dồn đam nhanh nó sẽ gọi là zombie nhanh, thế thôi. Tạm thời chơi là cái con rồng, tí nữa xem có con nào 5 đô ngon nghẻ chúng ta đổi nha anh em nhé. Trận này có một thằng nó chơi là gì? Mục sư kẹp với cả Witcher anh em ạ. Tôi là Witcher kẹp mục sư. Nhưng con rồng này của tôi nó đâu có bị bắt đâu. Con rồng nó không bị bắt anh em ạ. Ôi. 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 Nhiều này. Ôi trời anh em ơi. Ui giời ơi, đi luôn. Ui, và hai máu đi luôn. Quá kinh khủng khiếp. Ô, cái bộ này siêu đẻ anh em ạ. Đây thật sự đây là cái bộ siêu đẻ chứ nó không phải là cái bộ ấy đâu, không phải là cái bộ mà đánh đôi công. Đấy mà cái bộ này cũng counter vào cái bộ bắt phết đấy anh em ạ. Con rồng này nó không bị bắt đâu. Rồng này hóa là không bị bắt. Đấy, nó hay ở cái chỗ đấy. Là nếu mà cái bộ 6 Exit, à 9 Exit này mà đánh ở 10 là không hề sợ cái bộ linh mục nha anh em nhá. Chúng ta không cần phải chuyển sang Greater để counter hay là không cần phải chuyển sang Saman làm gì cả. Chúng ta có ngay một con rồng làm co hóa hình ở đây rồi. Nó cứ bị bắt xong nó biến hình một cái thành con rồng ấy là nó sẽ không bị trói nữa. Đấy, tha hồ vào anh luôn. Rồi, thằng cái 6 Saman rồi nhá. Để xem là 6 Saman qua đây có ăn nổi không. Đấy, còn thằng Goblin này tôi nghĩ là tôi sẽ vẫn ăn được thôi. 50% giảm 50% máu của đối thủ. Goblin này có giáp có to cỡ nào chăng nữa thì nó cũng không thể chịu được những cái trưởng mà nó là sát thương ở đâu, sát thương phép rồi anh em ạ. Này em nhìn này. Ui mẹ ơi, gọi ra cả 3 sao luôn. 33 máu đi luôn. Vì cái round vừa rồi đẩy 36 máu. Ôi giời ơi. Mà anh em ơi, nhìn cái thằng thạch kia nó cũng sắp đi nơi rồi anh em ạ. Saman cũng không có cái cửa. Quá khủng khiếp luôn anh em. Thật sự là bây giờ tôi cũng không biết nói thế nào, nhưng mà cái bộ Exit trong meta mới này ấy, nếu mà chúng ta không gặp những cái đối thủ Exit ấy thì thực sự là quá bá. Thật sự là quá bá luôn. Chúng ta chỉ sợ khi mà chúng ta gặp Exit thôi anh em ạ. Bởi vì nếu mà chúng ta gặp Exit ấy thì nó chả có cái ý nghĩa gì cả. Hai cái bộ Exit gặp nhau thì nó chả có một cái hiệu ứng gì nó xảy ra luôn. Không có chia 50% máu, không có gọi zombie, không có cái gì hết. Đấy, nó coi như là những cái con không hề liên quan, không kích hệ tộc cho vào trên bàn cờ. Đấy. Nhưng mà gặp cái bộ kia thì ối giời ơi luôn. Đây này, hai cái bộ Exit gặp nhau này anh em này. Nó chả có cái gì, nó không có một cái gì khác nhau cả luôn. Nó đều giống hết nhau luôn. Không có kích hoạt bất cứ một thứ gì hết. Tất nhiên là vẫn chia máu trên cái người con rồng của tôi. Đấy là con duy nhất là bị hiệu ứng. Dragon Clay bị hiệu ứng thôi. Nhưng mà con Dragon Clay của tôi bây giờ là full đồ rồi. Nên là nó cũng không sợ lắm. Rồi. Quá kinh khủng anh em ạ. Thôi, 98 máu đến hết game. Bộ này, cái tầm này bây giờ đâu có sợ gì đâu. Lên được 10 rồi anh em, tối thượng rồi. Mắc tối thượng, mắc binh rồi. Khỏe thật sự. Chả có sợ bất cứ một thằng nào luôn. Vừa nãy tôi qua nhà của thằng thạch kia tôi vẫn đấm được nó mà, đúng không? Tức là không sợ Saman. Đấy, nó không hề sợ một chút nào hết. Không phải như cái meta trước là Exit cứ gặp Saman là gặp bố. Đẩy cho full bàn. Quá đáng sợ. Đây rồi, 6 Saman nha anh em nhá. Để thử xem nào. Ôi được chết rồi, không được rồi. Ôi con rồng của tôi bay màu sớm đấy kia.
Nó giống như kiểu sao bay màu ạ. Ơ kìa, ui, đẩy cũng 30 máu luôn ấy hả? Từ từ, bình tĩnh như sao nào. Làm gì căng ấy bạn ơi. Không phải là vì là cái bộ này nó yếu đâu anh em. Cũng không phải là vì là cái bộ này nó bị counter bởi bộ Saman đâu. Không hề nhá, không hề. Vừa rồi là con rồng của tôi ấy, nó bị chết. Và nó bị chết là do gì? Nó bị chết là con này chết là do là nó bị chia máu ấy. Sau đó thì nó bị chia 1/2 máu đúng không? Xong rồi cái bọn Metalith ấy, nó đánh trúng vào cái con rồng, thế là nó giết luôn. Anh em ạ, nó kill luôn. Kill chết luôn con rồng thì nó mới chết thôi. Do là cái hiệu ứng của Metalith nó quá kinh khủng. Counter vào cái bộ Exorcist mà có cái con nó bị chia đôi máu. Nên là bây giờ phải bỏ con rồng rồi đi. Con rồng này tôi sẽ bỏ đi nha anh em nhá. Thay vào con mèo. Con mèo nó không bị chia máu anh em ạ. Con mèo nó chỉ có cái bản chính nó bị chia thôi. Còn có cái bản gọi ra nó không bị chia. Gọi ra sau. Rồi lấy búa xét thôi. Tôi vẫn muốn test thêm một lần nữa với con rồng anh em ạ. Từ từ đã. Máu còn nhiều chưa phải vội. Chúng ta phải tìm hiểu xem là con rồng này có thực sự là nó sợ cái bộ Saman này không. Đấy. Con rồng khi mà nó hóa mà nó ví dụ như là nó không bị bớ vào đi, nó không bị Metalith đấm chết đi, nó có thời gian nó bắn đi, thì liệu rằng nó có thể ăn được không. Đối thủ lên là con mèo 2 nhá. Căng nhá. Cho con rồng cầm cái huyết trượng hay sao. Ok. Cho cầm huyết trượng cho khỏe. Có thêm cái hiệu ứng hút máu của huyết trượng nữa anh em ạ. Đấy. Xét nó giật ra là có khả năng hút máu. Rồi để xem nào. Nó ra mèo 2 sao. Ui con rồng chết nhanh quá anh em ơi. Vãi đái thật. Không ổn. 6 Saman rồi. Ui nó ra đây. Bình tĩnh, toàn full 5 sao 2 đồ này. Ghê vậy. Ui không ổn rồi anh em ơi. Thôi không đùa nữa rồi. Không đùa nữa rồi anh em. Đùa thế là đủ rồi anh em nhá. Thôi rồi rồi. Thế thôi, test thế thôi anh em. Chuyển sang con này nó không bị chia máu. Đánh an toàn anh em nhá. Anh em con này kết hợp với Exorcist cực kỳ hay luôn. Con rồng bị chia nhưng mà cái con mèo 5 đô thì nó không bị chia. Chỉ cái việc mà bị chia máu nó khiến cho con rồng nó chết sớm đấy anh em ạ. Metalith thì nó nếu mà giảm 1/2 máu là Metalith nó sẽ kill luôn mà. Nó có cái tỷ lệ là kill luôn ấy. Thế tốt nhất là chơi những cái con mà nó không bị cái hiệu ứng đấy thì là ok nhất. Đấy. Ok chưa? Ok chưa bạn ơi? Ok chưa? Úi dồi, ăn luôn này. Úi giời ơi, đẩy còn nhiều luôn. Anh em thấy không? Exorcist nó không sợ Saman đâu. 6 Saman đấy anh em. 6 Saman, 4 Metalith bị 9 Exorcist đấm như con. Thế nên mới nói là cái bộ Exorcist này bây giờ nó hơi lỗi anh em ạ. Tôi hy vọng là nhà phát hành sẽ có thể cân bằng hơn. Thực ra cái lối chơi đa dạng nó mới hay, chứ còn cái bộ này bây giờ nó không đa dạng đâu mấy. Anh em ạ, tôi không thấy cái sự đa dạng ở trong cái bộ này. Còn anh em thì sao? Anh em thấy thế nào? Hãy để lại dưới phần comment nhá. Rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like. Anh em chưa đăng ký, hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và lấy con thời gian thì anh em thể chọn clip bên trái. Siêu phẩm mà trong vòng 5 năm khi mà tôi chơi con game này, tôi mới có thể thực hiện được đúng duy nhất một lần. Và có thể đây sẽ là lần cuối cùng anh em nhá. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải. Siêu cáo 3 sao trong bộ 9 Assassin kẹp Kira. Nó mạnh đến cái cỡ như nào? Mời anh em xem clip bên phải, hay lắm anh em tin tôi. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye!